Hi everyone, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thiện, năm nay 64 tuổi rồi. Tôi ở Hà Nội thôi. Mục đích học tiếng Anh của tôi chỉ là để giao tiếp trong gia đình, hướng dẫn cháu học hành và đi có cái mục đích là đi du lịch. Thực ra thì trước khi đến với cái trung tâm X-Bank Lead đấy thì tôi cũng đã học ở nơi khác một thời gian. Sau đó thì thấy trên mạng quảng cáo về cái chương trình X-Bank này thì tôi cũng tham gia một cái khóa học Inbreaking và thấy rằng là cũng là rất là tốt. Trong một bài học thì gồm tất cả ba cái phần thể hiện tất cả ba phần hiện tại, quá khứ và tương lai, cho nên một bài học cũng tương đối là tổng hợp. Đấy là một cái nét ưu điểm của trung tâm. Trong quá trình học thì cái khó khăn nhất của tôi là tuổi cao, cho nên là cái trí nhớ nó kém. Chính vì thế cho nên cứ hôm nay học có khi mai lại quên, mai học ngày kia lại quên. Vì thế cho nên một trong các cái điều cần thiết tôi nghĩ rằng ở lứa tuổi tôi và kể cả những lứa tuổi trẻ nữa thì trong việc vấn đề học tiếng Anh không có cách gì hơn là cứ phải học, cứ thế thôi. Các phương pháp đâu thì là phương pháp, nhưng mà cái vấn đề cứ phải học nhiều là học được. Và một trong vấn đề nữa mà tôi rất muốn là vấn đề mà phải tiếp xúc với người bản xứ. Chúng ta học và chúng ta nói, có thể người Việt chúng ta nghe với nhau, có thể chúng ta nói với những người ngoại quốc mà những người ngoại quốc không phải là người bản xứ, người Anh, có thể hiểu, nhưng mà nói trực tiếp thì Anh có khi không hiểu. Đấy, vì thế nên cái căn bản chúng ta làm sao mà có được cái thuận lợi, rất có thuận lợi và có điều kiện để làm sao tiếp xúc trực tiếp với người bản xứ thì chúng ta sẽ tăng cường được tiếng nói tiếng Anh. Trong quá trình học của tôi thấy rằng rút ra được cái kinh nghiệm như thế. Và hiện nay thì trong sau cái thời gian học thì tôi thấy rằng cái vốn tiếng Anh của mình tuy chưa cao, và cái mục đích của tôi nó cũng chỉ đơn giản thế thôi, cho nên là những cái giao tiếp thông thường, đi đường, gọi thức ăn, đi du lịch vân vân thì tôi đáp ứng được. Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì tôi cũng sẽ cố gắng làm sao hoàn thiện hơn để làm sao vốn tiếng phát âm của mình nó chuẩn hơn, để làm sao giao tiếp cho tốt hơn. Và một điều cuối cùng tôi mong muốn tất cả các bạn khi tham gia chúng ta chỉ có một khẩu hiệu: học, học và học.